Bão Yagi còn gọi là bão số 3, trong những ngày tới sẽ mạnh thêm và có khả năng mạnh lên thành cấp siêu bão. Đêm 7 tháng 9 và sáng 8 tháng 9 là thời gian bão số 3 sẽ đổ bộ vào đất liền, gây ra gió và mưa lớn trên diện rộng ở nhiều tỉnh thành, gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên và Hà Nội. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào 4 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 118 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Trong 24 giờ tới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông sẽ có sóng biển cao 2-4 mét, vùng gần tâm bão 4-6 mét. Từ ngày 5-6 tháng 9, có thể tăng dần lên 7-9 mét, biển động dữ dội. Tại Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh xảy ra mưa lớn trong những ngày qua, không phải do ảnh hưởng của bão số 3, mà hiện tại có rãnh áp thấp trục qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ, hoạt động mạnh lên thành dải hội tụ nhiệt đới. Dải này nối với cơn bão phía đông của Philippines, vùng xoáy thấp nằm trên dải này chính là nguyên nhân gây ra mưa lớn.